Cảm ơn các bạn đến với vòng 3 của chương trình Phản ứng bất ngờ. Tên gọi bách phát bách trúng. Đúng ví vậy. Ví dụ như thế này. Ví dụ. À, rồi. Để hơi lố, để hơi lố. Nhiệm vụ của chúng các bạn là phải đoán xem ai là người bị đấm thật. À. Ba người chơi đều có những dụng cụ bảo hộ. Có một người khi mà đấm vào rất là đau, và hai người còn lại thì nhẹ nhàng. Đừng làm em thất vọng nhanh trai. Chính xác. Anh Huy nhìn vậy thôi yếu đuối lắm. Khác anh đấm vào đâu mà anh đấm vào đâu đi? Dĩ nhiên là vô bụng rồi. À hả? Ngực là sao mà chịu nổi? Bụng yếu hơn. Chắc chắc. Dạ. Yeah. Nhìn anh mà học hỏi nè. Huy ơi, anh đi trước đi. Cùng lên anh, cùng lên. Rồi chưa? Rồi. 2 1 1 Tôi ơi. Tôi ơi. Trời ơi. Lực dữ vậy trời. Ác độc rồi, ác độc. Ơi. Hay chưa? Đấm phải đấm gì vậy? Đầu, đầu. Con gái dạy ta anh nha. Chết mờ. Cái biên độ đánh nó phải giảm. Tại vì cái thanh hơi lùng. À lỡ đây anh không nói là không phải biết gì vô nè. Sao né né mà làm cùi chỏ sao anh ơi. 3 2 1 Ông xin nhé. Ông xin nhé luôn. Trời. Ủa? Ủa cái gì vậy? Tính ra là tôi quýnh lại luôn á trời. Ừ thì người ta thích vậy đó. Kiểu quýnh mà phát kháng cự lại liền. Chứ đâu đừng để tôi quýnh được. Anh đánh vào đâu? Ngực đi. Em muốn cái vùng nào, cái vùng nào mềm nhất? Tay. Thấp xuống xíu á, cái gì đó. Tay cho đỡ đầu cái anh. Ok. 3 2 Em ơi, hướng này anh có biên độ quýnh hơn. Quýnh như ngực em. Đúng rồi, đúng rồi. 3 2 2 1 1 Ủa? Đau anh. Nào. Chỉ một vòng sơ sơ nhẹ nhẹ thôi. Thì các bạn đã có những phán đoán gì chưa? Đang nghi ngờ ai? Đứng ở ngoài thì chị Thanh sẽ thấp hơn hai anh này. Thì chị Thanh sẽ đứng trên cái bục. Nếu mà mạnh thiệt là bị té rồi. Sao em thấy đội nhà em sao ăn thật thế nhở? Anh đấm mạnh thế. Thấy mọi người văng hết ra khỏi bục hết rồi. Em nghĩ là Huy. Ừ, em cũng nghĩ là Huy. Tại vì em thấy hai anh Long với lại chị Thúy Thanh là giống như anh đấm vô cái tay kia của anh vậy. Ba người đều nghe tiếng mà cái động tác á. Vậy thì để hỗ trợ gợi ý thêm cho các bạn. Với cái lực của Sam thì quá nhẹ. Huy thì còn chút tình người không. Đúng đấm rồi. Hết lực. Chúng tôi sẽ cử ra người anh em trong gia đình chúng tôi. Wow. Một người anh em khác dòng tộc nhưng chung họ. Tên là... Bé Đậu Bự. Xin mời Đậu Bự. Rồi xong. Rồi, thấy cái cảnh này. Rồi. Hơ kìa. Dễ thương ơi. Dễ thương quá ha, không ai nghĩ là đi đấm. Bên kia. Hướng nào vậy em? Bên đây bự quen tay trái. À quen tay trái hả? Tay trái lực mạnh hơn. À nhẹ thôi. Nhẹ thôi cưng nha. 3, 2, 1 chừng nha. Chừng nào bự. Bình tĩnh. Ảnh còn công việc ở nhà. Đúng rồi. Còn những dự định nữa. Và những nha. Mơ mộng. Ừ. Khát khao lắm. Muốn sống. Tuyệt. Bộ Minh Long độ đàn hồi cao lắm. 3 2 1 Hey. Oh, yeah. Tao quạo nha. Ừ. Nhìn mạnh mẽ mà đánh rồi, có hơi nương tay ha. Hơi nương tay. Qua đây bự. Dịnh đi, dịnh đi Sam. Văng á. Văng qua đây nè em ơi, em đứng trước đây nè. Văng ơi, văng á. Vậy đây nè. Gì ai mà bỡ tôi dữ vậy? Em ơi, chị đây nè. Dạ, yeah. Đấm. Ây da, đau á. Ê, xong rồi, đâu, kia nghe tiếng ghê lắm luôn á. Ừ. Huy em kiếm gì hả Huy? Chào anh. Huy nhìn như người bị hại từ buổi đến cuối giờ ấy. Em cũng còn nhiều hoài bão giống anh Long. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. 3 2 2 1 1
Rồi xong. Không sao, không sao. Ok. Cảm ơn đầu bự, mời em hồi nhà. Hồi cung. Bây giờ các bạn phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Quan sát chị thì chị sẽ chọn đồng đội chị, nhưng theo cảm tính thì chị sẽ chọn chị Thanh. Sĩ Thanh, chốt đáp án. Có nghĩa là chị đang chọn cái mà chị đi ngược lại với chị ấy. Dạ. Cái chị chắc. Kinh nghiệm dẫn chồng trước. Dạ vâng. Đội thú vị chọn ai? Thôi mình không thay đổi đi anh, mình chốt đi. Vẫn chốt là Huy. Em Huy. 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 Và đây chúng tôi sẽ mở đáp án cho các bạn coi ai là người đã lãnh trọn cú đấm vừa rồi. Các bạn nghi ngờ cô gái nhỏ nhắn này đã lãnh trọn một cú đấm ư? Để xem phán đoán của các bạn có đúng hay không. 3 2 2 1 Tôi diễn giả vậy mà trời, diễn văn một cách lộ liễu luôn mà. Em với anh Huy sẽ cùng mở Long và Huy nha. Chuẩn bị 3 2 1. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Nó đấm tôi thiệt mà không tin. Xin mời các bạn. Anh cái Long. Gì vậy? Hai mình đoán không đúng không? Rất tiếc là trong vòng này cả hai đội của chúng ta đều không có sự lựa chọn chính xác. Các bạn không ghi về cho mình điểm nào cả. Như vậy là sau khi kết thúc cả ba vòng thì điểm số hiện tại vẫn không có một cái sự thay đổi nào cả. Vẫn nghiêng về đội thú vị với tỷ số là 1-0.